Dạo này vẫn ổn chứ? Khi nào thì trả nốt tiền cho anh đây? Gớm nữa, có mấy triệu tiền quà mà cũng đòi. Đọc số tài khoản đây tôi chuyển cho. Ê, nay lại có tiền cơ. Kiếm thế nào đấy? Chỉ cho anh với. Có gì đâu, nếu mà anh muốn có tiền ý thì tải app này về đi. Đây là app cho vay trực tuyến uy tín và hợp pháp. App này hạn mức cao mà lãi suất thì rất là ưu đãi, rất đáng để dùng đấy. Ui, app này có vẻ ngon đấy nhỉ? Thế đăng ký thế nào? Đăng ký rất đơn giản thôi anh, chỉ cần nhập căn cước công dân và số điện thoại là anh có thể đăng ký được rồi. App uy tín, hạn mức cao, click vào đường link bên dưới để tải và đăng ký ngay. Kỳ hạn và lãi suất khoản vay phụ thuộc vào kết quả xét duyệt của riêng bạn.